Phần tiếp theo của bài đại cương, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác động của chất độc. Chất độc tác động lên hệ tiêu hóa, gan, hệ hô hấp, hệ tim mạch, trên máu. Tác động lên hệ thần kinh gồm não và tủy sống, trên thận và hệ tiết niệu, hệ sinh sản. Một chất độc có thể tác động lên một hoặc là nhiều cơ quan. Tác động trên bộ máy tiêu hóa, chất độc thường gây nôn mửa, đó là một cái phản xạ của cơ thể để tống chất độc ra ngoài. Một số chất độc gây tiết nước bọt nhiều như phốt pho hữu cơ là thuốc trừ sâu, nấm, chì, thủy ngân, bismuth. Thì khi ngộ độc, các bạn thấy là bệnh nhân thường bị sùi bọt mép, đó là do tiết nước bọt nhiều. Gây khô miệng như atropin, kích thích đường tiêu hóa như axit kiềm, gây xuất huyết đường tiêu hóa như là thuốc chống đông máu hoặc là dẫn xuất salicylat. Dẫn xuất salicylat như là aspirin, nó gây ngăn kết tập tiểu cầu và có thể dẫn đến xuất huyết. Tác động trên gan, thì gan là nơi chuyển hóa các chất, nên hầu như các trường hợp ngộ độc đều có tổn thương ở gan. Rượu làm sơ hóa gan, gây tắc nghẽn mật như là lorpromazine, chlorthiazide, imipramine, sulfanilamide, diazepam, estradiol. Lorpromazine là thuốc chống loạn thần, chlorthiazide là thuốc lợi tiểu nhóm thiazide, imipramine là thuốc chống trầm cảm ba vòng, sulfanilamide là kháng nha sinh nhóm sulfamide, diazepam là thuốc an thần, estradiol là thuốc nội tiết. Thường estradiol có trong thuốc ngừa thai. Gây viêm gan như isoniazid, papaverin, imipramine, halothane, colchicine, metindopa, phenibutazone. Isoniazid là thuốc để điều trị lao, papaverin là thuốc chống co thắt, halothane là thuốc mê, colchicine là thuốc điều trị bệnh gút, metindopa là thuốc điều trị Parkinson, phenibutazone là thuốc giảm đau kháng viêm. Các chất gây ung thư gan như aflatoxin, uretan, vinyl chloride. Aflatoxin, những cái ngũ cốc mà bị nhiễm lắm thì nó sẽ có aflatoxin, có nguy cơ gây ung thư gan. Nên chúng ta tuyệt đối không dùng những cái ngũ cốc mà nó đã bị lên nấm mốc. Uretan được nghiên cứu để điều trị ung thư, nhưng sau này người ta phát hiện ra nó có thể gây ung thư gan nên hiện nay đã không còn sử dụng. Vinyl chloride là nguyên liệu để tổng hợp nhựa PVC và đó là một chất rất là độc, có thể gây ung thư. Trên hệ hô hấp, tác động tại chỗ gây kích thích biểu mô phổi do phù hay là phỏng. Nhẹ thì có thể ho, chảy nước mũi, khó thở, ngứa cổ, ngứa mũi. Nặng có thể gây ra viêm phế quản, phù phổi và ngạt thở. Trường hợp phù phổi thì huyết tương sẽ tràn vào trong phế nang và gây ngạt thở. Thì những chất độc gây kích ứng đường hô hấp như là ammoniac, chlorine, SO2, HF. Tác động lên nhịp thở gây thở chậm do ức chế hô hấp là có opioid, cyanua, cồn. Gây thở nhanh do kích thích thần kinh, kích thích hô hấp như là strychnine, caffeine, long não. Gây thở hen, khò khè như là phốt pho hữu cơ. Những chất đào thải qua đường hô hấp thì có thể gây mùi hơi thở như là rượu, ete, acetone. Tác động toàn thân làm mất khả năng cung cấp oxy cho cơ thể như là CO, cyanua gắn với lại hemoglobin, làm cho hemoglobin không có khả năng cung cấp oxy. Gây ức chế hô hấp như là thuốc phiện, cyanua, thuốc ngủ. Gây phù phổi như phốt pho hữu cơ, gây sơ hóa phổi, ung thư phổi. Trên hệ tim mạch, những cái chất trợ tim quá liều thì gây độc. Những chất gây kích thích thần kinh thì cũng gây kích thích lên tim mạch như là caffeine. Adrenaline là một chất cường giao cảm cũng gây tăng nhịp tim. Amphetamine là ma túy đá, nó gây kích thích thần kinh và làm tăng nhịp tim. Những chất như là digitaline là thuốc điều trị suy tim thì nó quá liều sẽ gây giảm nhịp tim. Phốt pho hữu cơ là thuốc trừ sâu cũng gây giảm nhịp tim.
Ngộ độc gan cóc, nhựa da cóc dẫn tới mạch không đều. Cóc là một loại thực phẩm cung cấp nhiều cái chất dinh dưỡng, nhưng mà gan cóc, da cóc và mật cóc thì lại rất là độc, nên khi chế biến phải rất là cẩn thận. Ngộ độc quinidin, imiramin có thể gây ngừng tim. Quinidin là thuốc chống loạn nhịp tim. Imiramin là thuốc chống trầm cảm ba vòng. Thì imiramin vừa có tác dụng hại ở trên gan mà còn có nguy cơ trên tim mạch. Acetylcholine gây giãn mạch, cửa lõa mạch gây co mạch. Cửa lõa mạch hay là nấm cửa gà là một loại nấm gây ảo giác, và nó có một cái tác dụng lên tim là nó gây lên tim mạch là nó gây co mạch. Trên máu, các thành phần trong máu có huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Tác động lên huyết tương có thuốc mê toàn phân như chloroform, ete thì nó gây giảm pH, làm máu có thể bị nhiễm toan. Dự trữ kiềm, tăng kali. Ngộ độc clo, phosgen thì huyết tương sẽ thoát ra khỏi niêm mạc gây phù phổi và khi đó máu đặc lại. Trường hợp máu đặc lại thì nồng độ của các tế bào máu cũng tăng lên. Hồng cầu sẽ tăng khi ngộ độc gây phù phổi. Hồng cầu bị phá hủy bởi chì, nhiễm DX, benzen hoặc dẫn xuất amin thơm. Ngộ độc CO tạo CO hemoglobin không có khả năng vận chuyển oxy. Thì CO có ái lực với hemoglobin gấp 100 lần so với oxy, nên CO hemoglobin sẽ không có thể gắn với oxy được nữa. Những chất oxy hóa như là dẫn xuất nitro thơm, nitric chloride, oxy hóa sắt 2 thành sắt 3 tạo methemoglobin thì không có khả năng vận chuyển oxy. Bạch cầu giảm trong ngộ độc benzen. Ngộ độc benzen dẫn đến giảm tất cả các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Tăng trong ngộ độc kim loại nặng. Ngộ độc kim loại nặng có thể dẫn tới viêm và làm tăng bạch cầu. Xuất hiện các thành phần mới. Ngộ độc chì, xuất hiện coproporfin, nên xét nghiệm thấy coproporfin trong nước tiểu cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta phát hiện ngộ độc chì. Ngộ độc axit mạnh, xuất hiện hematoporfin. Trên hệ thần kinh, gây rối loạn chức năng vận động, cảm giác. Những cái thuốc mê toàn thân tác dụng lên não và tủy sống làm mất phản xạ. Lên hành tủy gây ngưng thở, bởi vì trung tâm hô hấp là ở hành tủy. Thuốc ngủ, thuốc phiện, rượu etin thì có thể gây hôn mê. Amphetamine, đông não, atropine, lo hữu cơ gây kích thích thần kinh, vật vã. Strychnine gây kích thích tủy sống, gây co cứng. Centonin, quinarine gây hoa mắt. Thì centonin trước đây được dùng để trừ dung sáng, nhưng mà hiện nay thì người ta đã không dùng nữa. Thứ nhất là bởi vì tác dụng phụ của nó gây hoa mắt. Và thứ hai là khi mà dùng centonin thì nó làm tê liệt con dung hoặc là con sáng, thì bệnh nhân sẽ đi vệ sinh ra nguyên một con dung hoặc là nguyên một con sáng thì nhìn nó rất là ghê. Vậy nên hiện nay người ta đã không dùng nó nữa. Quinarine là thuốc điều trị đơn bào lupus ban đỏ và hiện nay cũng không được sử dụng. Streptomycin, kanamycin, neomycin là những kháng sinh nhóm aminolycosid. Kháng sinh nhóm aminolycosid điều trị cả vi khuẩn gram âm và vi khuẩn gram dương, được dùng khi nhiễm khuẩn nặng. Do tác động của nó lên hệ thần kinh nên phải cân nhắc khi mà sử dụng kháng sinh nhóm này và không nên dùng cho trẻ em dưới 11 tuổi. Adrenaline, epherin, amphetamine, nicotine tác động lên hệ thần kinh giao cảm, gây giãn đồng tử, tim đập nhanh, co mạch. Eserin, acetylcholine, prostimin thì eserin và prostimin là những chất ức chế enzyme cholinesterase
là một cái enzyme gây phân hủy acetylcholine. Vì vậy nên nó cũng sẽ gây ứ đọng acetylcholine. Thì acetylcholine này nó tác động lên hệ thần kinh phó giao cảm, gây co đồng tử, tim đập chậm và làm tăng bài tiết. Tác động trên thận và hệ tiết niệu thì hệ tiết niệu là nơi đào thải đa phần các chất. Vì vậy nên một lượng đáng kể thuốc và các chất độc được vận chuyển đến đây. Các cái kim loại nặng gây hoại tử tế bào thận, vô niệu, gây tiểu ra máu như là aspirin, thuốc chống đông máu, thì những cái thuốc này nó gây xuất huyết có thể ở đường tiêu hóa hoặc cũng có thể ở thận. Gây viêm thận như dung môi hữu cơ có chứa clo, kháng sinh nhóm sulfamid. Thì kháng sinh nhóm sulfamid gây viêm thận và gây vô niệu, nên khi sử dụng kháng sinh nhóm này thì cần phải uống nhiều nước. Gây vô niệu còn có thủy ngân, mật cá chấm. Gây suy thận cấp, bí tiểu. Như kháng sinh nhóm aminolycosid, đặc biệt là gentamicin. Gentamicin ít gây độc lên hệ thần kinh, ít gây điếc nhưng mà lại gây suy thận. Tác động trên hệ sinh sản làm rối loạn chức năng của hệ sinh sản, tác động lên quá trình mang thai, sinh đẻ và bài tiết sữa. Thì chất độc có thể tác động trực tiếp lên tuyến sinh dục, lên hệ sinh dục hoặc là gián tiếp thông qua hệ nội tiết, bởi vì tuyến sinh dục nó được điều hòa bởi hệ nội tiết. Chì thay đổi sự bài tiết hoặc môn của vùng dưới đồi và gonadotropin làm ngăn cản sự rụng trứng. Các thuốc trị ung thư và các tác nhân anagen hóa nó sẽ ức chế cái sự phân chia tế bào để giảm việc hình thành các tế bào ung thư, nên nó cũng gây cản trở sự tạo tinh trùng. Phần tiếp theo về điều trị ngộ độc, các bạn sẽ xem bài đại cương phần 4.